Vân Anh và Quang Viên xin chào đón quý vị đến với chương trình của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa, Quang Viên xin chào đón quý vị đến với chương trình bình luận của chúng tôi. Thưa quý vị, cách đây không lâu trong chương trình bình luận với Quang Viên và Vân Anh, chúng tôi đã thưa với quý vị về đề tài tại San Diego có một cái bãi biển gọi là Children's Pool tại La Jolla. Ở đó, tại bãi biển đó có rất là nhiều con hải cẩu buổi chiều hay lên bãi biển để mà nằm ở trên đó, gây một cái ấn tượng rất là lớn cho San Diego của chúng ta. Du khách rất là thích tới để mà xem những con hải cẩu nằm phơi mình trên bãi biển. Và đó cũng là cái điều tranh chấp giữa hai bên. Một bên đó thì người ta muốn đem những con hải cẩu này đi mang bãi biển trở lại một cái biển bình thường, nhưng mà một bên đó thì họ nói là họ muốn giữ những cái con hải cẩu này trở lại. Và cho đến nay thì cái cuộc debate tranh chấp đó đã đi đến đâu, và đó là cái đề tài mà anh em chúng tôi xin gửi đến quý vị trong phần bình luận ngày hôm nay. Cảm ơn Vân Anh. Kính thưa quý vị, như chúng ta được biết, hơn 11 tháng về trước thì thành phố San Diego và hội đồng viên của thành phố San Diego đã có những cuộc tranh cãi rất là lớn với tất cả những người vận động cho bãi biển, cho hải cẩu, cũng như là những người vận động bãi biển chống hải cẩu. Kính thưa quý vị, thì một kết luận đã được đưa ra, đó là họ muốn đưa lại cái bãi biển này trở về cho các em thanh thiếu niên, ấu nhi ra bơi, bởi vì họ gọi đây là một cái children pool, một cái bãi biển rất là nhỏ, để nước nó không sâu lắm để mấy em có thể chơi được. Nhưng mà Vân Anh biết không, 11 tháng sau rồi, thì tới ngày hôm nay vẫn chưa có chưa ngã ngũ đâu xảy ra. Nó như là một cuộc chiến kéo co, một bên này kéo qua thắng được một phần một vài tháng thì bên kia lại kéo qua một thắng một vài tháng. Thì Vân Anh nghĩ tại sao mà một cái vấn đề đối với công viên thì rất là nhỏ mà thôi, không phải là quan trọng lắm, mà nó đã kéo dài hơn một năm nay mà gây tốn rất là nhiều chi phí cho thành phố San Diego, hội đồng San Diego, mà đặc biệt là, kính thưa quý vị, tốn rất là nhiều những cái phần tiền mà chúng ta gọi là taxpayer money, đồng tiền của quý vị, Quang Viên và Vân Anh, khi chúng ta đóng thuế cho thành phố San Diego họ phải trả. Thì tại sao họ phải làm những cái vấn đề đó, Vân Anh thấy như thế nào? Vân Anh thấy rằng, thưa quý vị, cái hình ảnh cái bãi biển Children's Pool là một cái điểm rất là đặc biệt của San Diego. Có rất là nhiều người họ rất muốn giữ những cái chú hải cẩu đó ở trên cái bãi biển đó. Nhưng mà anh Công Viên cũng biết mà, ở đây là xứ tự do cho nên ai cũng có quyền nói lên cái quan điểm của mình, và chính vì cái sự tự do nói lên quan điểm của mình đó cho nên đã gây ra cái sự tranh chấp. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta đến bãi biển thì họ có một cái dây rào, phải không anh? Đúng rồi, kính thưa quý vị, tới ngày hôm nay họ phải đưa một vài cái dây thừng, họ đóng những cái cột, họ rào lại khu đó, bởi vì lý do là đây là đã tới mùa những chú hải cẩu và những tô hải cẩu bắt đầu âu yếm với nhau để chuẩn bị tới mùa xanh nở. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại, mà câu chuyện Quang Vi và Quân Anh muốn gửi đến quý vị đó, không phải là chúng ta muốn bàn tới vấn đề là tại sao người ta muốn có những chú hải cẩu ở đó, hay là tại sao người ta không muốn có những chú hải cẩu. Nhưng mà cái điều mà Quang Vi muốn đưa ra để chúng ta cùng suy nghĩ, để tiếng nói của chúng ta có được mạnh hơn, đó là những cuộc tranh chấp như vậy bởi vì có những người đứng đó họ biểu tình, kính thưa quý vị, cầm bảng, cầm cờ, cầm xí ra đứng biểu tình không muốn cho có hải cẩu. Một bên khác lại đứng cầm bảng, cầm cờ ra nói chúng tôi muốn có hải cẩu. Thì hai bên đụng độ với nhau, mà khi có những sự đụng độ như vậy thì người ta phải bắt đầu gọi điện thoại kêu cảnh sát tới. Và trong vòng đôi ba tháng vừa qua, có hơn cả 100 cú điện thoại gọi cảnh sát tới để phải giải tỏa những cái cuộc xung đột giữa hai bên. Và khi chúng ta biết rằng hiện giờ đang trong thời kỳ kinh tế khó khăn, thành phố San Diego đang có những cuộc thâm thủng về tài chính rất là nặng, cái sự những vị cảnh sát đó, thay vì người ta có thể đi ra ngoài đó làm việc đúng một cách đúng đắn, mạnh mẽ hơn, bắt trộm bắt cướp nhiều hơn, phải tới đây giải quyết những vấn đề giữa hai bên mà tranh cãi với nhau về vấn đề hải cẩu và không có hải cẩu, thì Quang Vi cảm thấy là đây là một vấn đề rất là không có nên làm. Và hội đồng thành phố San Diego nên có những quyết định rõ ràng. Một là thi hành những cái quyết định cách đây hơn 11 tháng không cho còn hải cẩu nữa, thì họ phải đưa ra những cái phương cách để đưa những chú hải cẩu này trở về biển khơi. Hoặc là nếu mà đồng ý cho thì phải đưa ra những cái luật lệ là không cấm cho người ta không có quyền tới phá rối nữa. Cùng thấy như vậy. Thưa quý vị, theo Vân Anh được biết đó, sở dĩ hai bên mà chưa có đi vào ngã ngũ, mà hội đồng thành phố cũng chưa có thể nào mà đưa đến quyết định dứt khoát, là cái bên mà họ chống những cái chú hải cẩu này thì họ cho rằng những cái chú hải cẩu nằm trên bãi biển đó cũng gây ô nhiễm cho cái vùng bãi biển. Các em thiếu nhi đi ra xem hải cẩu thì cũng gây ảnh hưởng không tốt đến cho sức khỏe của các em. Cho nên đó là cái lý do mà đã gây sự tranh cãi rất là lâu. Như vậy thì theo anh Quang Viên là hội đồng thành phố cứ quyết định thật là mạnh, phải không anh? Quang Viên nghĩ rằng hội đồng thành phố đã quyết định cho gần một năm về trước, đã quyết định là bãi biển này sẽ trả về cho các em, cho các em nhỏ. Thì chúng ta sẽ nên tiếp tục thi hành. Vì lý do chúng ta không thi hành cho nên nó tạo ra những cái cuộc tranh cãi tiếp tục, mà những cuộc tranh cãi này xảy ra rất là nhiều trong những năm tháng vừa qua, và đã tạo ra những cái phản ứng ngược đối với hội đồng thành phố, và tạo ra những cái phản ứng ngược đối với những cái số tiền mà chúng ta có thể dùng để làm những công việc khác, lợi ích trong cộng đồng nhiều hơn.
Phóng viên đồng ý, bãi biển có những chú hải cẩu nó mang ra một cái sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người với nhau. Rất là nhiều người thích, Quang Vinh cũng rất là thích. Nhưng mà kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nghĩ rằng là một số những người mà khác nói rằng là vì bãi biển này không thích ứng cho các con em chúng tôi bơi vì nó mất vệ sinh, vì những chú hải cẩu phóng uế bừa bãi làm cho nước không có được trong sạch lắm. Thì San Diego của chúng ta đâu phải có một rất là bãi nhiều biển đâu bãi mà không biển có phải những không bãi quý biển vị? khác. Thì Quang Vinh nghĩ rằng chúng ta nếu mà compromise mà cùng hài hòa với nhau để sống cho mọi người vui vẻ với nhau. Quang Vinh khi đọc tới cái bài này, kính thưa quý vị, Quang Vinh nhớ tới câu nói của Rodney King. Quý vị nhớ tới Rodney King mà bị cách đây mười mấy năm mà bị những vị cảnh sát đánh một cách rất là mà nặng nề và phải vô nhà thương, mà những cuộc thương kiện rất là lớn xảy ra. Rodney King nói một câu như vậy: Can we all get along? Along. Có thể chúng ta, mọi người chúng ta đều có thể sống chung với nhau một cách hòa hợp được hay là không? Thì Quang Vinh nghĩ rằng là một là chúng ta phải có một người đứng ra, hội đồng thành phố đứng ra giải quyết theo những cái quyết định đã quyết định rồi. Hai là phải ngồi lại hài hòa với nhau để tránh ra những cái cuộc thưa gửi không cần thiết mà gây ảnh hưởng rất là nặng nề tới tất cả những cái tiền bạc, công sức và thời giờ của những người hội đồng viên thành phố, của những người công lực. Quân Anh thấy sao? Và thưa quý vị, chúng ta là những người đóng thuế, là những người là chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong những cái vụ thư kiện mà mình thấy là nó cũng không có đi đến đâu, phải không anh? Vâng. Và anh nghĩ là hội đồng thành phố có lẽ là họ đã không thực hiện được cái điều mà họ đã quyết định cách đây 11 tháng, tại vì cái phía bên á, mà họ bảo vệ những cái con chú hải cẩu này, họ cũng đưa những cái opinion của họ rất là strong, do đó và cũng cũng có những họ cũng có những cái lập luận để mà back up cho cái ý kiến của họ. Do đó hội đồng thành phố đã khó mà đi đến quyết định. Như vậy thì theo ý kiến của anh Quang Viên, nếu mà hội đồng thành phố dứt khoát để mà đưa đến một quyết định rõ ràng để mà tránh cái sự tranh chấp hai bên thì Vân Anh nghĩ cũng rất là khó anh Quang Viên ơi. Dĩ nhiên là kính thưa quý vị, không thể nào chúng ta vừa 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 lòng bên hữu mà vừa lòng bên tả Tạ được. Dĩ được. nhiên sẽ có một một nhóm thắng và một nhóm không không thắng, Không thì dĩ thắng. nhiên là bên nào mà không được thì họ sẽ rất là bất mãn với cái ý kiến đó. Nhưng mà cái ý Quang Vinh muốn nói ra đây là vì cái tương lai của thành phố San Diego, vì tương lai của hội đồng thành phố, vì tương lai của những cái ngân khoản mà chúng ta đang rất là thiếu thốn bây giờ, chúng ta phải có một quyết định rất là rõ ràng. Và quyết định đã được đưa ra hơn 11 tháng về trước, thì bây giờ chúng ta phải nên đứng vững trên cái căn bản của cái quyết định đó. Vì trước khi quyết định được đưa ra thì tất cả những người hưởng ứng cũng như là không hưởng ứng cho bãi biển có những chú hải cẩu này, hay là bãi biển không nên có những chú hải cẩu này, đã có cơ hội để đứng ra để nói lên tiếng nói của họ. Thì sau khi xét duyệt lại tất cả những tiếng nói của người dân, của những người quan tâm tới bãi biển này hoặc là quan tâm tới những hải cẩu này, thì hội đồng viên của thành phố là những người đã được chúng ta lựa chọn lên để Đưa tới cái quyết đưa tới định. một cái quyết định, mà chúng ta phải tôn trọng những quyết định đó mặc dù cái quyết định đó không đi theo cái sự hưởng ứng của chúng ta. Thì Quang Vinh nghĩ là chúng ta phải có gấp rút, tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta đã bước vào những tháng ngày cuối cùng của những năm tháng cuối cùng của cái ngân khoản của tiểu bang California cũng như là ngân khoản của thành phố San Diego. Nếu mà chúng ta tiếp tục có những cuộc tranh cãi như vậy thì kính thưa quý vị, cảnh sát cũng phải bị kéo vô. Thì khi mà gọi 911 có người đánh nhau trong khi biểu tình mà chống đối với nhau thì cảnh sát vẫn phải tới. Kéo Khi đó vô. sẽ làm mất tất cả những nhân viên công lực này, họ mất thời gian để đi làm những công việc khác quan trọng hơn. Nếu mà những cuộc tranh cãi này được đưa ra cho tòa án để cãi với nhau đó, thì tất cả những tiền mà chi phí để cho những người luật sư biện hộ, luật sư thưa tố thì đều phải là từ tiền của thành phố mà đưa ra. Thì tất cả những số tiền đó đều là tiền taxpayer money của chúng ta đều đưa vô. Thì thay vì có viên nhìn thấy cái bức tranh là thay vì những số tiền đó để làm những cái việc quan trọng hơn, để thích ứng cho cộng đồng nhiều hơn và ích lợi cho cộng đồng nhiều hơn, chúng ta nên có một cái quyết định rõ ràng. Thưa quý vị, và Vân Anh thì mong muốn rằng cái bãi biển đó vẫn để nguyên những cái chú hải cẩu nằm ở đó để tạo nên một cái nét riêng, một cái nét đặc biệt của thành phố San Diego của chúng ta. Và San Diego của chúng ta thì có rất là nhiều bãi biển để chúng ta có thể tạo ra những cái children's pool khác. Mong rằng trong những ngày tháng sắp tới thì hội đồng thành phố sẽ có những quyết định rõ ràng, dứt khoát hơn. Và đó là phần bình luận với Quang Viên và Vân Anh buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Một lần nữa, Quang Viên xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành và chung vui với gia đình. Xin kính chào chào quý quý vị. vị.